mẹ ruột của em chết với cả con trai của em 7 còn. tuổi chết và bà chết và các bác đều chết hết trong trong Nghị. trận lũ đấy trong đấy có những ai ở trong trận lũ đấy có trong nhà đấy là có 11 người chết cả 11 hết. người chết hết ở rồi tức là ngoài vợ con anh ra còn thêm những người khác nữa ở trong cái nhà có đó à, em vừa em cô với lại hai đứa cháu với lại chị dâu cháu là, là 6 5, người năm người nhà 5. em nữa là hết 11, ui, 11 người ui mười người á vâng ôi em tưởng chỉ có vợ anh với con anh thôi sao tất cả người ở trong một cái nhà đấy là không còn sót một ai nhói lòng tìm thấy bà ngoại ôm chặt cháu trai dưới bùn sâu nỗi đau vô tận của người phụ nữ mất hơn chục người thân ở làng nụ xin chào các bạn đang theo dõi pkt thưa quý vị còn gì tệ hơn khi mất cả gia đình họ hàng hơn chục người chỉ sau một cơn lũ quét đó là câu chuyện của một người phụ nữ ở làng nụ cô đã khóc đến cạn nước mắt nhưng vẫn chưa tìm được bốn người còn lại đớn đau thay khi người ta tìm thấy dưới bùn sâu mẹ ruột vẫn đang ôm chặt đứa con trai của cô một hình ảnh ám ảnh đến tận cùng tìm thấy bà ngoại ôm chặt cháu trai dưới bùn sâu nỗi đau vô tận của người phụ nữ mất hơn chục người thân ở làng nụ trong ký ức của những người sống sót trận lũ quét tại thôn làng nủ lào cai đã để lại vết thương không thể nào hàn gắn thiên tai bất ngờ ập xuống cướp đi biết bao sinh mạng và trong số những câu chuyện đau thương nhất có lẽ câu chuyện về người phụ nữ trẻ đã mất đi cả mẹ ruột con trai và nhiều người thân trong gia đình là một trong những bi kịch đẫm nước mắt và xé lòng nhất ngày hôm đó như bao ngày bình thường khác tuy nhiên người phụ nữ trẻ đã đưa con gái của mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bất ngờ cơn lũ dữ ập đến thôn làng nổ cuốn phăng tất cả trong chốc lát lũ quét không chỉ mang theo bùn đất mà còn nhấn chìm đi sinh mạng và niềm hy vọng của biết bao gia đình nhưng có lẽ điều khiến trái tim của người mẹ trẻ ấy mãi mãi đớn đau chính là quyết định gửi con trai về nhà mẹ ruột chăm sóc cô không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng Cô được nhìn thấy đứa con trai bé bỏng của mình còn sống. Trong lúc người phụ nữ ấy an toàn cùng con gái tại bệnh viện, trận lũ bất ngờ quét qua nhấn chìm cả ngôi làng nhỏ. Nhà của mẹ ruột cô, nơi cô gửi gắm đứa con trai nhỏ, nằm trong tâm điểm của dòng bùn đất và tất cả mọi người bên trong ngôi nhà đó đều bị cuốn đi không thương tiếc. Hơn 10 người trong gia đình, bao gồm mẹ ruột, con trai các bác đều thiệt mạng đau đớn hơn cho đến giờ phút này vẫn còn bốn thi thể chưa được tìm thấy vẫn nằm sâu dưới bùn đất lạnh lẽo khi đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích một hình ảnh đã khiến ai nấy phải nghẹn ngào đó là hình ảnh thi thể của người mẹ ruột tức là bà ngoại của cậu bé đang ôm chặt đứa cháu trai trong vòng tay cả hai đã không còn sự sống nhưng tình yêu thương và bảo vệ mà bà dành cho cháu vẫn còn đó hiện hữu trong cách mà hai thi thể được tìm thấy nhìn vào cảnh tượng đó không ai có thể cầm được nước mắt người bà dù ở trong những phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không buông tay khỏi cháu trai của mình có lẽ trong giây phút kinh hoàng đó bản năng của một người bà một người mẹ đã thôi thúc bà làm tất cả để bảo vệ đứa cháu nhỏ khỏi sự dữ dội của thiên nhiên đáng buồn thay sức mạnh của dòng lũ đã cuốn trôi cả hai để lại những nỗi đau không thể diễn tả thành lời cho những người còn sống không gì có thể sánh được với nỗi đau mất mát người thân trong một thảm họa thiên nhiên khốc liệt người phụ nữ ấy may mắn thoát chết nhờ sự tình cờ của số phận khi đang ở bệnh viện với con gái đã phải đối mặt với một nỗi đau tột cùng khi biết rằng mình đã mất đi mẹ ruột con trai và gần như toàn bộ họ hàng Đông quá sự à? mất mát vâng, quá lớn khiến cô vâng, như gục ngã. Người, đã, người. người tìm chồng tìm dù khoảng khoảng còn sống hơn. nhưng còn sự mất mát của gia, gia đình đã trở thành gánh nặng luôn, tinh thần đi không, đi không đi thể Mọi Mọi ơi, nào nguôi ngoai. Người mẹ đã nhiều đêm không thể chập mắt. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng và mẹ ruột luôn hiện lên trong tâm trí như một vết thương không thể lành. Những ngày qua cô cùng gia đình và lực lượng cứu hộ vẫn cố gắng tìm kiếm bốn người thân còn lại dưới đống bùn đất. Nhưng niềm hy vọng dường như ngày càng mờ nhạt khi thời gian trôi qua. Con trai của em 7 tuổi, mẹ ruột của em và tất cả các bác của em đều chết trong trận lũ đấy. Ánh mắt người phụ nữ lạc sang nơi khác, không dám nhìn vào máy quay. Giọng cô cứ đều đều, đôi lần im bặt vì quá tải cảm xúc. Sáng nay vừa tìm thấy bác trai của em rồi, hiện tại còn bốn người nữa vẫn chưa tìm thấy. Họ đang ở dưới bùn đất, Lời kể của cô nghe xót xa đến nghẹn, mới ít ngày trước, còn là một gia đình, ấy vậy mà chỉ sau một trận lũ, đã phải chia cắt ngàn thu. Khi được đặt câu hỏi, tổng đã có mấy người được tìm thấy rồi, người phụ nữ cúi đầu, bây giờ phải liệt kê ra đây thì mới biết được. Nhiều quá, nhiều người mất quá, chắc phải hơn chục người. Ôi giời ơi, hơn chục người á là tìm thấy được hơn chục người mà vẫn còn bốn người nữa chưa tìm thấy hả? Nhà hảo tâm sừng sốt với con số vừa nghe được, vội hỏi xác nhận lại. Người phụ nữ chỉ gật đầu trả lời. Vâng, có lẽ đó là một trong những ánh mắt ám ảnh nhất ngày hôm đó không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự mất mát này ngồi kể lại sự việc cho một nhà hảo tâm mà gương mặt của người phụ nữ héo mòn nước mắt cũng không rơi nổi nữa bởi hơn một tuần qua cô đã khóc quá nhiều cứ thế nói đi là đi không kịp nói một lời từ biệt có phải quá khắc nghiệt với nhân sinh rồi không thiên nhiên có thể tàn khốc nhưng tình cảm con người mới là điều thiêng liêng và vĩnh cửu hình ảnh người bà ngoại ôm chặt đứa cháu trai trong giây phút cuối cùng đã để lại một thông điệp đầy xúc động về tình yêu thương vô điều kiện dù cuộc sống có tàn khốc đến đâu tình cảm gia đình vẫn là điều tồn tại mãi mãi không thể bị cuốn trôi theo dòng lũ câu chuyện của người phụ nữ thôn làng nụ không chỉ là nỗi đau của riêng cô mà còn là tiếng lòng của hàng triệu người khi chứng kiến sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những mất mát mà nó mang lại. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống không chỉ cho người mẹ đã mất, cho đứa con trai không còn, mà còn cho cả những nạn nhân khác trong ngôi làng, những người đã ra đi trong cơn lũ dữ dội. Sự mất mát quá lớn, nhưng người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục sống vì chồng, vì đứa con gái nhỏ đang còn bên cạnh. Cô biết rằng dù nỗi đau sẽ mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai nhưng sự sống vẫn tiếp tục và cô cần phải mạnh mẽ để nuôi dưỡng con gái để làm chỗ dựa cho người chồng đang cùng cô gánh chịu nỗi đau này bốn thi thể vẫn chưa được tìm thấy nhưng trong lòng cô niềm hy vọng mong manh rằng sẽ có một ngày tìm thấy họ để có thể đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng có lẽ chỉ khi đó cô mới cảm thấy được chút nhẹ nhõm dù là nhỏ bé trong nỗi đau vô tận mà cô đang phải đối mặt câu chuyện về người phụ nữ thôn làng nủ là một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của thiên nhiên và nỗi đau mất mát không thể nào đo đếm được mà nó mang lại dẫu vậy giữa bùn đất lạnh lẽo và sự hủy diệt tình yêu thương gia đình vẫn hiện hữu mạnh mẽ và vĩnh cửu hình ảnh người bà ôm chặt cháu trai trong giây phút cuối cùng là một biểu tượng cho tình yêu sự bảo vệ và lòng hy sinh của con người ngay cả khi đối mặt với sự sống và cái chết người mẹ ấy dù mất mát vẫn tiếp tục sống mang theo ký ức về những người thân yêu đã ra đi và tình yêu thương mà họ đã để lại trong những giọt nước mắt và nỗi đau tình người vẫn còn như một ánh sáng nhỏ giữa màn đêm u ám của thảm họa thiên nhiên lòng người đàn ông từ chối nhận quà vì các con chẳng còn. Quà ghét em không lấy đâu. Lấy về bây giờ các quà các thứ, lấy về các con có đâu mà ăn. Một luồng trắng xóa nó ủ phát, nó không đến tầm 5 phút mà. Cả nửa làng đi hết, em định nhảy xuống theo suối nhưng mà họ ngăn. Xót xa vô cùng muốn nhảy đi tìm vợ, tìm con, tìm mẹ thôi. Vẫn là ở làng nổ Một người đàn ông tên Hoàng Văn Thới đã mất tất cả nhà cửa tài sản và quan trọng nhất là gia đình của anh vợ mẹ ruột và các con đều bị vùi lấp dưới bùn lầy đối với anh những thứ mất mát không thể nào thay thế bởi sự tàn khốc của thiên tai đã biến cả cuộc đời anh thành đống cho tàn đêm hôm trước thấy mưa kéo dài sợ sạt lở nên anh thới đưa mẹ cùng với vợ và các con sang nhà người thân lánh nạn vì cho rằng vùng đó an toàn hơn tối đó anh quay về nhà cũ lấy đồ thì hay tin sạt lở tất cả đều bị lũ cuốn cả rồi nỗi ân hận bàng hoàng hẳn rõ trong ánh mắt của người đàn ông tội nghiệp anh cứ mãi dằn vặt vì không thể bảo vệ được gia đình mình khi có người thấy anh xót thương và mang đồ ăn đến anh không nhận với anh những nhu yếu phẩm hàng ngày giờ đây trở nên vô nghĩa anh chỉ cần ba cỗ quan tài vì đó là điều duy nhất còn lại để tiễn đưa những người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng lời nói lạnh lùng và đau thương ấy đủ để người nghe cảm nhận được nỗi đau không thể tả nổi trong lòng người đàn ông trong sự tuyệt vọng anh tự tay làm đám tang cho mẹ vợ và hai đứa con khung cảnh đám tang diễn ra giữa sự yên lặng tê tái với một người cha cúi gục bên những chiếc quan tài lọng quặn thắt khi đối mặt với thực tế rằng gia đình mình đã vĩnh viễn ra đi anh phải chứng kiến từng thành viên thân yêu rời bỏ cuộc sống một điều mà không ai đáng phải trải qua tuy nhiên nỗi đau lớn nhất của anh không chỉ dừng lại ở đó đứa con trai út mới chỉ một tuổi của anh vẫn chưa được tìm thấy để lại trong anh một lỗ hổng vô hình nhưng sâu thẳm Mỗi ngày, bất kể thời tiết thế nào, anh đều quanh quẩn tại hiện trường sạt lở, dùng tay bới từng lớp bùn đất trong hy vọng mong manh tìm lại thi thể con trai. Đôi bàn tay anh đã chai sạn, nhưng lòng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Trận lũ đã phá tan không chỉ nhà cửa mà còn cả gia đình anh. Với anh giờ đây chỉ còn những ngày đằng đẵng chìm trong nỗi đau không thể tả. Hình ảnh người đàn ông lầm lũi bới đất trong vô vọng đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau mất mát quá lớn của những người còn sống sót sau thảm họa mỗi ngày trôi qua với anh là một cuộc chiến giữa hy vọng và tuyệt vọng khi chưa biết liệu mình có thể tìm thấy thi thể con trai để đặt bé bên cạnh mẹ và anh chị hay không những món quà những sự giúp đỡ về vật chất đến từ các nhà hảo tâm cũng không thể làm dịu đi nỗi đau ấy khi người ta mang quà cho anh anh chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối anh nói chẳng còn con nữa lấy quả bánh cũng vô nghĩa câu nói đơn giản nhưng chứa đựng sự đau thương tột cùng bởi những gì anh mong chờ không phải là vật chất mà là giây phút được nhìn thấy con trai mình một lần cuối lễ trung thu lẽ ra là dịp để các em nhỏ vui cười bên mâm cỗ và đèn lồng đã trở nên vô nghĩa đối với anh những món quà trung thu những bánh kẹo đèn lồng rực rỡ chỉ còn là kỷ niệm xa vời của một gia đình đã mất trong cảnh tang thương đó nỗi đau của người cha mất đi đứa con nhỏ không thể diễn tả bằng lời sự mất mát quá lớn này không chỉ để lại nỗi đau cho người đàn ông ấy mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự mong manh của cuộc sống trước thiên tai Nỗi đau của anh không chỉ là mất mát về người thân mà còn là mất mát cả niềm tin vào tương lai khi mà những điều quý giá nhất trong cuộc đời đã mãi mãi ra đi. Mất mát gia đình, mất mát cả tương lai, người bố giờ đây chỉ còn sống trong ký ức đau đớn. Những câu chuyện của anh cũng là câu chuyện của những người dân còn lại ở làng nổ. Tiếng khóc thê lương vang vẳng các ngọn đồi, một tấm thảm kịch ám ảnh những sinh mệnh còn lại có lẽ là đến tận cùng của cuộc đời vẫn không thể quên thảm kịch tại thôn làng nổ không chỉ để lại những mất mát về sinh mạng mà còn khắc sâu vào tâm hồn của những người sống sót bằng những vết thương mãi mãi không thể lành thưa quý vị lũ đã dừng rồi nhưng đau thương còn mãi từ đây về sau nhắc đến làng nổ ai cũng sẽ mang một nỗi ám ảnh khôn nguôi kể ra bao nhiêu cũng không hết được nỗi đau của đồng bào, của làng nụ, của những con người vô tội. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giờ phút này. Hãy để lại lời động viên cho những người dân làng nụ và cùng chung tay góp sức, góp tài, chia sẻ phần nào bất hạnh của những người dân nơi đây. Quý vị nhé, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.